Dạ em Thắng Phạm xin chào anh em đang xem video ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem một số sản phẩm. Các anh xem video này và tham khảo có nhu cầu mua những sản phẩm máy phan, máy bắn vít của hãng Milwaukee và Makita thì liên hệ đến em nha. Có số điện thoại là 056-641-6368 ạ. Và số này có Zalo để kết bạn Zalo và em sẽ tư vấn các mẫu mã sản phẩm qua Zalo cho các anh nha. Dạ rồi ok. Và đây thì đầu tiên là đây là cái phoan mẫu mã model mới, mẫu này là Gen 4, hiện tại giá đang sale, giá rất ok nha các anh, giá chỉ có 2,6 triệu thôi, một máy và một cây tay cầm trợ lực nha các anh, giá chỉ 2,6 triệu, có sẵn cây tay cầm trợ lực luôn. Này động cơ motor không than fuel wireless, nó có mã là Cardno 2904-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, mã số seri ở đây. Đó, đây là hàng chính hãng nha. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Cái này có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay. Đó, chống giặt. Rất là ok. Quá đã luôn. Lực mạnh lên đến 158N, có búa để phân tường phan bê tông. Và có chống giặt kẹt mũi là ngắt. Rất là hay. Quá đã các anh. Giá chỉ có 2,6 triệu thôi. Nếu mà canh một combo máy pin sạc thì em sẽ có giá cực kỳ tốt hơn nữa. Rồi, tiếp theo đây là mẫu đời cao hơn. Đây thì nó có 3 số để mình bấm điều chỉnh luôn. Đó, 1, 2, 3 bấm như thế này. Đó, số 1 chạy vòng tua 550 vòng. Số 2 nó chạy vòng tua là 1.200 vòng. Số 3 nó chạy vòng tua là 2.001 vòng. Cái này là hàng xài lướt nha các anh. Hàng mới mà vận chuyển về nó bị chày như hàng xài lướt, hàng cũ đây ha. Chứ thật sự chưa có qua sử dụng, chưa có dính bụi bẩm gì hết. Rồi cây này thì em bán với giá là cỡ 2,8 triệu. Các anh mình xem và tham khảo cây này. Này giá giảm luôn. Giá cây này bán muốn lỗ luôn nha các anh. Cây này có nhiều khách chơi cũ quá không chịu mua. Đó, này em bán lỗ luôn. Có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Mã của nó là 2906-20. Đó, 2906 nha. Rồi, và đây tiếp theo là cây chiên bắn vít. Chiên bắn vít của Milwaukee. Cây này với mức giá là 2,2 triệu. Máy này là mẫu Gen 4, động cơ motor không than, có 3 đèn chiếu sáng. Nó là hàng nhập Mỹ có chứng nhận COLOS. Mã là Cardno 2953-20. Mẫu này giá 2,2 triệu các anh. Máy mới tinh, mới 100%, giá chỉ có 2,2 triệu thôi. Ở đây là có cây đèn đội đầu chiếu sáng các anh. Đèn này sử dụng pin con ó, pin 3A đó các anh. Đây pin nó dạng pin 3 chữ A nè. Đó, một cây đèn này có thể là gắn được 3 cục pin chữ A. Và nó có thể là chống nước IP54, chống rơi vỡ. Có những cái móc gàm gài vô nón. Ở đây thì hai cái, hai dây đeo logo Milwaukee. Và khi mà bắt tốc độ sáng hết luôn là sử dụng được 2 tiếng. Và bắt một bóng đèn thì sử dụng được 4 tiếng. Và cấp độ là sáng vừa là sẽ được 10 tiếng. Và chế độ sáng thấp là sẽ 26 tiếng. Và bắt một chiếc đèn soi là cỡ được 4 tiếng đồng hồ. Đó, cái đèn này như thế này. Đây nó có hai đèn bấm lên như vậy. Đó, một con đèn siêu sáng luôn á các anh. Đó, đèn soi như thế này. Này soi cá đồ là tuyệt vời nha các anh. Đó, soi sáng lắm. Ở ngoài thực tế sáng lắm nha các anh. Đó, thay vậy chứ ở ngoài thực tế sáng lắm luôn á. Đó. Này, có thể bấm điều chỉnh nè mà hai đèn luôn nè. Đó. Rồi một đèn này sáng cao nè, sáng vừa nè, sáng thấp nè. Đó, bấm cái nữa là cháy qua bên đây. Đó, đèn này là đèn chiếu xa, đèn soi đồ á. Đèn màu vàng á, soi cá đồ ha, là cá đồ nó không có chạy nha các anh. Đó, đèn nó ánh sáng màu vàng, soi cá nó không có chạy ha. Rồi mày có hai cái, hai cái như thế này. Anh có mua một cái thì em bán luôn. Đó. Rồi anh có nhu cầu mua thì alo em ha. Rồi ok. Rồi đây tiếp theo làm giới thiệu cây bu lông của Makita. Em giới thiệu và giải thích với các anh xem và tham khảo. Đây là có hai mẫu mã. Mẫu này mã là XVKT14Z và mẫu này là mã XVKT15Z. Không có máy nào là máy mẫu mới hoặc là lực mạnh hơn nha các anh. Hai cây này đồng nhau mà các anh xem nó khác cái mã số 15, 14 ha. Và khác thêm một chỗ nữa là cái đầu. Cái đầu của con 14 là nó phe gài vòng tròn.
Đó, phe gà tròn. Và con đầu của 15 á, là nó xài chốt bi. Đó, lực của nó là để đồng nhau 430 feet trên bao. 430 feet trên bao. Đó, cái con 14 nè là nó phe vòng tròn ha, nó phe vòng tròn. À, nó để mã là XVKT14 với anh hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Đó, máy nó đây. Hai cây này lực đồng nhau, thông tin thông số hãng ghi đồng nhau. Đó, và bên đây là con 14 15. Chỗ này nó ghi được nhiều chữ nữa nè. À, con 15 á nó ghi ít chữ nè các anh. Đó, như thế này ha. Đó. À, hai con này là đồng nhau. Ở bên tại Mỹ là được bảo hành 3 năm. Tại Mỹ bảo hành 3 năm. Đó. Đây mình xem cái phần thông số nó giống hệt luôn. Và cây này thì em bán nguyên hộp nguyên siêu nha các anh. Đó, em có hàng nguyên hộp nguyên siêu. Con 14 nè, con 14 ở đây. Lực của nó là 240 feet trên bao, là 330 newton. Và lực mở là 430 feet trên bao, là 580 newton. Con 14 nha. Còn con 15 bên đây cũng y chang luôn. 240 và 430 và 330 và 508. Con này 15 nè. Con này cũng y chang luôn. 240, 430 và 330, 308. Lực đồng nhau, chỉ khác một cái là đầu phe tròn và đầu chút bi thôi các anh. Này hàng mới 100%. Đó, hàng mới 100%. Và em bán với giá là 3 triệu. Đó, cái này em bán với giá là 3 triệu. Con này 14 xài phe tròn. Và con 15 xài chút bi. Không có chuyện là con mạnh con yếu. Và con mới con cũ nha các anh. Đó, hàng nó hãng nó sản xuất hai mẫu. Mẫu chút bi và mẫu phe tròn. Vậy thôi. Đó, ok. Anh xem và tham khảo ha. Em bán với giá là 3 triệu. Máy mới 100%. Máy mới chưa khui. Đó, máy mới là chưa khui. Là nguyên hộp luôn. Rồi, ok. Các anh xem và tham khảo ạ. Đây, máy nó đây. Lực mà mở là 580 newton. Và có 7 cấp độ điều chỉnh. 4 cấp độ điều chỉnh số nha. 4 nha. Đây là số 4. Đó. Còn bấm bên đây là 3 hả? Đó, 1, 2, 3. Đó, 1, 2, 3 hả? Đó, là gọi là 7 cấp độ điều chỉnh lực. Đó, ok. Rồi, giá chỉ có 3 triệu thôi các anh. Và đây là bộ máy bắn bu lông. Hàng chính hãng Việt Nam. Một máy, một pin, một sạc. Hàng mới tinh. Có mức giá là 6.490.000. Anh xem mà tham khảo cái này. Lực mạnh 881 newton. Đầu vuông 1/2. Là thích hợp với bắn ốc xe máy các anh. Là vừa xài lắm. Mã là M18FMTIVK2F12. Mẫu này lực mạnh là 881 newton. Bắn mạnh hơn súng hơi 2 búa. Và đây có 4 cấp chỉnh lực. Xài pin 5.0, sạc zin. Pin mới, máy mới zin. Có thùng nhựa đựng đầy đủ. Giá 6.490.000. Anh em mình xem và tham khảo. Có nhu cầu mua, alo em nha. Rồi. Đây là cây này là cây 3 chức năng. Động cơ motor không thang. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Mã là Casno 2904-20. Có mức giá là 2.2 triệu một máy. Lực mạnh 135 newton. Và cây này thì giá 1.9 triệu. Thôi giá cây này 2853. Giá 2 triệu là sẽ có thùng luôn. Giá 2 triệu sẽ có cái thùng nữa. 4 cấp độ điều chỉnh lực. Và mã là Casno 2953-20. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Giá 2 triệu. Giá 2 triệu nha các anh. Lực mạnh 225 newton. 2853. 225 newton. 4 cấp độ điều chỉnh lực. Và đây thì em có cục pin. Đây là cục pin M18 2 output 12.0. Pin này pin cũ, pin lướt nha các anh. Hàng xài lướt. Đó, cục này thì em bán mức giá khoảng 2.500.000 các anh ơi. Đó, hôm nay em còn một cục nè, bán 2.500.000 luôn, cho hết hàng luôn. Đó. Rồi, còn đây là cây chiên bắn vít của Milwaukee, sản xuất Mexico. Có mức giá là 1.700.000. Nếu mà máy pin sạc là cỡ 2.700.000. Sản xuất Mexico nha các anh. Các anh mua sản phẩm này là sản xuất ở Mexico nha. Rồi, đây là cây phan.
Cái fan này mã Casno 3404-20, sản xuất Mexico luôn. Có chứng nhận UL, ba chức năng có búa để phân tường pha bê tông, động cơ không than, xài pin 5 chấm mà mẫu mới nha. Rồi các anh xem và tham khảo ha. Đó, giá 1.700.000, combo máy pin sạc thì có 2.700.000, giá khá là ok, rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh em đã đón xem và theo dõi video này. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ. Dạ, chúc anh em mình dồi dào sức khỏe nha. Dạ.